Hello, chào các bạn. Video này vui vẻ thôi. Mình xin giới thiệu với các bạn cái hành trình mình đi Tây Tạng và một số món đồ lưu niệm ha. Đầu tiên là cái bộ đồ này của anh em CBC ha. Cái này thì lưu hành nội bộ cho những người đi Tây Tạng các bạn ha. Thì Mai Nguyên Rider có tài trợ và một số bạn khác có tài trợ ở phần đây. Phía sau là cái bản đồ rồi logo CBC Tibet và cái logo CBC cũng như cái nón ở đây. Thì cái bộ đồ này dành cho những anh em trong nhóm CBC và những người tham gia cái tour này thôi. Riêng Mai Nguyên Rider ha, riêng Mai Nguyên Rider thì mình có phát hành một số món đồ. Đầu tiên xin giới thiệu với các bạn là đây là một cái tem ha, cái tem và cái biểu trưng cho chuyến đi lần này của riêng Mai Nguyên Rider. Đó, thì đây là cái logo Mai Nguyên Rider nằm ở trên này. Chỗ đây là cái núi Everest ha, núi Everest với tuyết phủ trắng. À, bên dưới là có một chiếc GS đang chạy về hướng Tibet ha. Tibet có nghĩa là Tây Tạng. Ở đây có một cái lều dăng mấy cái cờ và một cái ngọn lửa nhỏ nhỏ biểu tượng cho cái việc đi chơi adventure, khám phá camping. Tuy nhiên đợt này CBC và những người bạn không có camping ha. Ở dưới mình có ghi cái chữ Not Base Camp. Base Camp là cái nơi trại nền ngay cái điểm mà 5.150 m so với mặt nước biển. Mọi người tới đó sau đó người ta mới đi lên trên núi Everest trên cao với độ cao hơn 9.000 m để người ta thể hiện cái sự dẻo dai của mình ở trên đó ha. Thì cái hành trình đi lên núi thì anh em không có đi, chỉ tới cái trại nền gọi là Base Camp thôi. Đây là cái khu vực núi Everest và nằm trên cái dãy Himalaya kéo dài qua một vài quốc gia các bạn ha. Và cái khu mình tới là khu Bắc ha, North Base Camp. Thì đây cái logo mình vẽ ra cho cái chuyến đi lần này của mình. Tại đây là một cái chuyến đi khá dài 11.000 cây số và 11.000 cây số và tương đương 11.000 cây số trong 30 ngày các bạn ha. Cho nên là đây là một cái, đối với mình đây là một cái chuyến đi mơ ước. Cho nên mình ngồi mình vẽ ra một cái biểu tượng cho vui vẻ để mình tặng các bạn ha. Nếu các bạn nào thích cái hành trình của mình, coi những cái video trên YouTube của mình, nếu mà yêu thích thì có thể ghé qua cửa hàng Mai Nguyên Rider 144 Võ Thị Sáu, thì lên cái lầu 1 có cái quầy của Mai Nguyên Rider thì mình tặng các bạn một cái tem này dán cho vui ha. Thì mình cũng có dán thử vào chiếc điện thoại của mình cũng thấy dễ thương ha. Đó, chiếc iPhone 14 Pro Max một tay của mình cũng dán cái tem lên nhìn cũng hay hay. Đó, mình có mấy cái ly uống nước mình cũng dán lên. Đó, thì mục đích vẽ cho vui vẻ và nó kỷ niệm cái chuyến đi các bạn ha. Đó là cái tem. Tem của Mai Nguyên Rider. Một cái sản phẩm mình cũng rất là ưng ý trong cái chuyến đi lần này đó là cái nón ha. Thì cái nón này thì nội bộ của anh em CBC, còn cái nón này là phiên bản Mai Nguyên Rider đi Tây Tạng. Thì cái nón này sẽ được bán với giá 190.000, cái nón rất là cao cấp ha. Đó, ở sau có chữ Make Life Arrive, phía trước là mút trắng và cái chung quanh là lưới đen, và phía trước các bạn cầm cái nón bạn sẽ thấy cao cấp ha. Bên trong có logo Mai Nguyên Rider và website mainguyenrider.com. Phần lót nói chung nón rất là đẹp, giá chỉ 199.000, mang tính chất lưu niệm các bạn ha. Đặc biệt là cái logo này đó, được in rất là đẹp và được dán trên cái phần nón này, các bạn có thể tháo ra để thay cái logo khác. Thì khi các bạn mua cái nón này thì mình sẽ tặng một cái tem và thêm một cái miếng dán logo của cái phần logo chính ở Mai Nguyên Rider nữa, các bạn in vào đây thì cái nón mình trở thành một chiếc nón có hai cái logo. Khi nào các bạn thích cái logo cái nón bảo hiểm này thì các bạn dán lên đó, rồi các bạn thích cái logo Tây Tạng phiên bản Mai Nguyên Rider thì các bạn dán lên là xong đó. Nón đội rất là đã các bạn nón đội rất là đã thoáng, làm rất là cao cấp ha. Đó là cái logo nè. Rồi khi mà các bạn không thích cái
Tây Tạng nữa, hoặc là hành trình kết thúc ha, thì các bạn có thể gắn cái logo có cái nón bảo hiểm My Wing Rider vô đây ha, mang tính chất lưu niệm các bạn. Đó là chiếc nón với giá 190.000 và mình sẽ phát hành trong những ngày mình đi Tây Tạng. Tiếp theo một cái sản phẩm nữa mình cũng rất là ưng cái bụng. À, đây là một sản phẩm rất đặc biệt, chiếc bơm các bạn ha. Chiếc bơm có đầy đủ phụ kiện nguyên hộp phiên bản My Wing Rider Tibet ha. Thì cái logo lúc nãy ha, cái biểu trưng My Wing Everest mình khắc laser trên cái bơm này. Bơm này mình có review rồi. Đó, cái bơm điện các bạn. Và cái hành trình 11.000 cây số trong 30 ngày sẽ được khắc laser trên cái ống bơm này. Đó thì cái hành trình này từ Sài Gòn bay ra Hà Nội, đi qua Điện Biên Phủ, qua Lào. Đó, lát nữa mình sẽ nói chi tiết hơn cái hành trình này. Thì toàn bộ cái phần khắc này là được khắc laser và nó đẹp, rất rất là đẹp và vĩnh viễn trên cái bơm này luôn. Thì cái bơm này là một cái bơm hơi mình đã khui hộp review rồi, các bạn gắn vô sạc pin đầy. Thì các bạn bơm cho những chiếc xe của mình ha, bơm xe, bơm bong bóng, bơm cả xe hơi luôn. Đó. Rồi mình làm cái pin dự phòng luôn, nó sạc ra được các bạn. Mình đang review mình nói thì chú chim của mình đây. Chú chim của My Wing Rider hót líu lo, nghe mình nói nó hót theo các bạn ha. Ở dưới cái ống bơm này có đèn pin nữa đó, các bạn bấm ở trên này nè, bấm đèn pin nè, đó là nó sáng đèn pin, bấm nguồn lên. Đây là cái bơm di động với pin dự phòng bên trong phiên bản My Wing Rider đi Tây Tạng Tibet ha. Đó, giá bán bằng cái phiên bản bình thường, không có tính cái chi phí khắc laser lên các bạn nha. Mặc dù chi phí khắc laser này cũng khá là cao và cực kỳ công phu, khi cái bơm này nó hình trụ tròn ha, hình trụ tròn và cái vỏ nó bằng nhôm cho nên mình mới làm được cái này. Đó. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái sản phẩm khá đặc biệt, mình cực kỳ tâm huyết luôn. Mình yêu thích cái thương hiệu Zetay các bạn, bình nước Zetay rất cao cấp của Mỹ ha, rất cao cấp của Mỹ. Mình đã xài rất là nhiều cái bình Zeti, cảm ơn em Dương bên Liby đã hỗ trợ anh biến những cái hình ảnh, những cái cung đường, những cái ước mơ khắc lên cái ly này. Đó thì đây là phiên bản đặc biệt ha, nó có hai màu. Mọi chi tiết mình sẽ cập nhật trên website mywingrider.com. Cái logo biểu trưng mình khắc ở đây cực kỳ đẹp luôn, các bạn sẽ thấy một cái sự khắc laser, một cái việc khắc laser sắc sảo, không có thua kém gì, nó y chang luôn với cái cách khắc của hãng Zesty luôn ha. Đó thì ở đây là cái phần logo. Phiên bản này mình chỉ làm ra 100 cái thôi và được đánh số limited edition từ số 01 cho tới 100. Và đây là cái ly của mình, limited edition có tên Mai Triều Nguyên ở đây luôn. Và cái ly này mình nhận order, các bạn nào yêu mến mình, yêu thích cái chặng đường mình đi và yêu thích cái ly này, đặc biệt là phải yêu thích và có nhu cầu sử dụng cái ly, thì các bạn mua ha, giá không có đội lên cao. Và đặc biệt là cái tình cảm của mình để trong cái ly này ha, mình sẽ khắc tên của các bạn luôn. Với các bạn đặt nếu mà yêu cầu khắc tên thì mình sẽ khắc tên, và nếu những người đầu tiên các bạn thích chọn số thì mình sẽ khắc số luôn ha. Khi nào mà cái số đó đã có người rồi thì các bạn sẽ không lấy được nữa ha. Từ 01 cho tới 100. Ví dụ như các bạn thích số 01 là không có, hoặc là thích số nào đó mà ai đó đã đặt trước rồi thì không có ha. Còn cái số còn trống các bạn có thể đặt tên được khắc lên đây. Đó là cái phần này. Qua cái phần bên hành trình ha, cái phần bên hành trình thì đây là cái bản đồ Việt Nam nhỏ nhỏ dưới góc dưới, mình sẽ bay từ Sài Gòn ra Hà Nội, mình vẽ lại cái hành trình ở đây. Từ Hà Nội mình sẽ chạy lên Điện Biên Phủ, rồi mình sẽ qua Lào, mình sẽ qua Trung Quốc và đi Phố Nhĩ, đi Cảnh Đông, đi Lệ Giang, đi lên những cái hồ, và đặc biệt là đi tới Lhasa ha. Lhasa là thủ phủ của Tây Tạng, sau đó mình đi qua cái điểm cột mốc ha, rất là quan trọng, đó là Tibet Everest Base Camp ha. Thì qua tới đây rồi thì khu này là tuyết trắng các bạn,
tuyết trắng luôn với độ cao 5.150 mét so với mực nước biển. Hành trình này dài 11.000 cây số trong 30 ngày đêm. Từ đó mình quay ngược trở lại và đi về hướng trên. Đó mình đi lên trên đây khu Nam Hải các bạn, xong rồi cách Nhĩ Mộc xuống Ngọc Thụ rồi xuống Cam Túc, xuống Côn Minh đi về lại ha, đi về lại. Đó, tổng cái hành trình này là 11.000 cây số, đi đúng 28 ngày các bạn, 28 ngày trừ một hai ngày nếu mà có những cái trục trặc có thể delay lại ha. Cái visa của Trung Quốc cấp cho mình là 30 ngày các bạn, hành trình là 28 ngày. Và mình tính một ngày ở Hà Nội đi cái ngày đầu tiên với ngày về ở Hà Nội nữa là thành 30 ngày. Và mình để một cái logo Life is a beautiful ride, tức là cuộc đời là những cái chuyến đi đẹp ha. Cuộc đời là những cái hành trình đẹp ở vô cái giữa bản đồ. Ở dưới là một chiếc GS ha, có cái hai cái thùng có logo My Wing Rider ở đây. Ở trên cái yên thì chở cái túi đồ công nghệ hơn nửa tỷ của mình đã review cho các bạn coi ở trên cái này ha. Một người đàn ông đội cái nón adventure, cái nón chuyên về đi xe adventure ha, đứng lên đeo một cái ba lô nhẹ nhẹ với cái hình dáng đậm chất gọi là adventure. Đó thì đây là cái ly khá xịn các bạn, ZT khá xịn, và mình sẽ ra mắt vào những ngày mình đã tới cái khu Tây Tạng này nha. Rồi các bạn có nhu cầu yêu thích cái thương hiệu này, thích cái ly này thì chat hoặc là liên lạc trực tiếp lên website MyWingRider, fanpage MyWingRider.com hoặc là những cái số điện thoại ở cửa hàng để các bạn nhận đặt hàng cũng như là lấy tên hoặc là chọn số cho các bạn để khắc trực tiếp lên cái ly này luôn, mang tính chất lưu niệm. Và cái ly này nó quá xịn ha, các bạn giữ gìn để mình dùng hàng ngày. Đó. Trong này mình sẽ bỏ tem. Nắp thì có hai phần, một cái phần là mở hết ra để các bạn bỏ đá vô, bỏ nước vô. Và khi các bạn sử dụng thì các bạn mở cái phần trên ra thì mình uống, uống qua cái này ha. Đó. Đó là cái ly ha, ly. Ly thì phải có bình. Đó. Thì đây là cái ly đầu tiên của một ông đặt hàng trước các bạn, chỉ có ông này thôi mình mới nhận đặt trước thôi, là ông Hiếu Đen. Số 47 trên 100. Thì ông Hiếu Đen năn nỉ là anh Nguyên phải làm cho em cái ly này, cầm ra Hà Nội cho em để em bay em dùng. Đó thì Hiếu Đen lần này sẽ ở chung phòng với mình, rồi làm mình giúp mình làm cameraman. Đó, bản đồ Việt Nam thì mình có để hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở đây, những cái dấu chấm ở đây. Một cái bình rất là đẹp các bạn. Ly thì phải có bình, bình thì phải có ly. Và đây xin giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc ly mình cũng rất là ưng ý ha. Toàn bộ là mình làm chủ đạo cái màu trắng. Tại vì chuyến đi này là chuyến đi về vùng tuyết trắng các bạn ha, cho nên màu trắng sẽ là màu chủ đạo của những sản phẩm mình chọn. Đây cũng là một cái chiếc ly ZT gọi là bán chạy nhất hiện nay trên thị trường, và cái bình đây cũng là cái bình bán chạy nhất hiện nay và được mọi người yêu thích nhất. Thì mình lựa hai sản phẩm hot nhất của ZT mình làm. Thì các bạn nhận được các bạn sẽ thấy những cái nét khắc laser cực kỳ đẹp, phải nói mình đẹp xuất sắc 10 trên 10 điểm. Và cái cách mà để khắc được cái laser trên cái ly và cái bình tròn này là sẽ có một chiếc máy nó chạy cái ly này vòng tròn để nó khắc các bạn ha, qua cái bản vẽ. Thì hành trình cũng như cái bình kia thôi. Đó, cái logo mình chọn số 01 trên 100 làm mẫu ha. Và đây là những sản phẩm mình rất là tâm đắc ha. Nó mang tính chất lưu niệm. Các bạn yêu mến thì các bạn có thể đặt cả hai sản phẩm này, mỗi sản phẩm đều chỉ có 100 chiếc trên toàn thế giới các bạn, limited edition. Các bạn không thể tìm đâu ra một chiếc khác ha, ngoài những cái chiếc limited edition này với phiên bản khác cực kỳ đẹp và đầy cái tính kỷ niệm ha. Hành trình ZT là một cái thương hiệu của Mỹ các bạn, và cái giữ nhiệt của nó thì vô đối luôn các bạn ha, cực kỳ xịn. Mình tin rằng các bạn nào mà biết tới ZT các bạn sẽ cực kỳ thích luôn. Thì cái nắp đậy này các bạn cũng có thể tháo ra vệ sinh hàng ngày nè, khi các bạn dùng thì các bạn có thể tháo cái chốt này ra nè ha. Đó, này nó hít
cái vòng cao su này các bạn cũng tháo ra nha. Khi các bạn uống cà phê hàng ngày, các bạn vệ sinh nên tháo vòng này ra, rửa cho sạch virus vi khuẩn có thể nó đóng trong cái vòng này, và những cái cà phê của mình uống còn lại thì các bạn dễ dàng tháo cái vòng cao su này ra nè. Đó, tháo ra xong rồi rửa sạch rồi bỏ vô lại. Rồi thì các bạn có thể mang cái ly này ra Starbucks, ra một quán cà phê nào đó, các bạn mua xong rồi các bạn đậy cái nắp lại, mình không cần dùng ly của họ, sau đó mình cầm để làm hàng ngày ha, vô văn phòng là mình uống thì mình mở cái nắp này ra mình uống, nó giữ lạnh rất là tốt. Khi mà các bạn uống xong thì các bạn đậy lại thôi. À, cái ly này thì nó giữ nhiệt tốt, tuy nhiên cái nắp đậy kiểu này thì nó không thể nào giúp các bạn mà bỏ trong cốp xe hoặc là bỏ trong ba lô mà đi nghiêng ngả như vậy, thì nó có thể nó rò rỉ và nó chảy nước nha. Đây là cái ly chứ không phải cái bình. Nếu các bạn muốn đựng nước mà bỏ trong ba lô, bỏ trong túi xách, bỏ trong cốp xe đi suốt hành trình á mà không bị nước nó rò ra thì phải mua cái bình nha các bạn. À, đây về cái ly nó khác cái bình ở chỗ đó. Bình là các bạn vặn được chặt cứng luôn và không rơi một cái giọt nào ra. Các bạn có thể bỏ ngang, bỏ ngửa, bỏ lăn, bỏ lóc các kiểu bên trong vẫn kín mít ha. Còn cái ly thì mặc dù nó có nắp đậy kín bằng cái ron cao su nhưng nó không thể nào kín 100% và nước, cà phê, mọi thứ có thể chảy ra nếu các bạn sốc nó, rơi rớt nó và chúc ngược cái đầu xuống. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và ủng hộ tinh thần cho mình, cũng như là nếu mà yêu mến thì các bạn đã sở hữu được những cái sản phẩm này, và hy vọng các bạn hài lòng và vui vẻ những cái sản phẩm mà mình đem đến cho các bạn trong cái hành trình này ha. Chúc các bạn vui. Cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.